Dạ. Bạt nhà vàng lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhà vào mắt, mở mắt chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn đeo tay, vươn tay lên hít sâu vào, hòa xuống thở rằng hít sâu vươn tay lên thở rằng hít sâu vươn tay lên giữ lại. Lộn ngược bàn tay đẩy căng lên 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cúi xuống hớp bụng thở ra 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay đan sau lưng. Thẳng cổ hít sâu vào. Ngửa ra sau thở ra căng cũng nổi. Trở về giữa hít sâu. Nghiêng phải thở ra căng cổ bên trái. Trở về giữa hít sâu. Nghiêng trái thở ra căng cổ bên phải. Trở về giữa hít sâu. Xoay nhìn phải thở ra liếc hết qua phải. Trở về giữa hít sâu. Xoay trái thở ra liếc hết qua trái. Trở về giữa hay sau, cúi xuống thấp bụng thở, xoay bên phải lên trước hít vào, xoay chậm chậm, tròn đều các hướng cổ, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó, kết hợp tập luôn cho mắt, xoay đổi chiều. Vừa say vừa đảo mắt chết. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đưa qua đan chặt, kéo vào hít. Đẩy ra thở trả về kéo vào đẩy lên trả về kéo vào đẩy thẳng tay lên ngà xuống trả về đổi tay kéo vào đẩy ra trả về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hòa xuống trở về thả lỏng tay lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối. Nay tập vòng luôn chống tay xiết cơ bụng nâng mông lên hòa xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống năm lên xích bụng lên năm bốn ba hai một hạ xuống tháo chân ra hạ lỏng tay chân lấy vòng luôn vậy xếp đỡ chân đặt vòng qua bên phải lật ngửa tay phải lên lật ngửa tay phải đặt lên vòng rồi lăn vòng ra xa thẳng tay ra thẳng tay lăn cái vòng ra thẳng đứng rồi vươn tay trái lên đi sau nghiêng phải thở ra nghiêng hông xích cơ bụng thở ra nâng lên hít sâu
Nghiêng thở ra xiết bụng nghiêng, lên hít sâu. Nghiêng thở ra xiết bụng nghiêng thở, 5 4 3 2 1, lên hít sâu. Hạ tay xuống thở ra, đặt vòng phía trước đầu gối phải, và hai tay đặt lên vòng, hít sâu lăn vòng ra, thở ra. Hít sâu thở ra, lăn vòng kéo căng, thở ra. Hít sâu thở ra, lăn vòng ra, xiết cơ bụng thở ra, 5 4 3 2 1, lên hít sâu và đặt qua bên trái, lật ngửa tay trái gác lên, đẩy thẳng ra, vươn tay phải hít sâu, nghiêng trái thở ra, lên hít sâu, nghiêng thở ra, lấy sâu thở ra, nghiêng thở ra, lấy sâu thở ra, xiết bụng nghiêng thở ra, giữ lại, 5 4 3 2 1, lên hít sâu. Hạ tay xuống thở ra, đặt vòng ở phía trước đầu gối trái, hai tay đặt lên, hơi sâu lăn tới thở ra, hơi sâu thở ra, hơi sâu thở ra, lăn vòng tới kéo căng căng căng, thở ra, 5 4 3 2 1, lên hít sâu thở ra. Rồi mở chân phải qua, mở chân phải ra, lấp chân trái lại, đặt vòng qua bên hông bên phải, đặt phía sau chân. Rồi lật ngửa tay phải lên, đẩy vòng ra, hít sâu, vươn tay trái, nghiêng hông thở ra, nghiêng hông xiết bụng thở. Lật vai xoay mặt nhìn lên em, đừng có tay che mặt, đúng rồi. Lên hít sâu thở ra, lăn vòng ra, xiết cơ bụng thở ra, lên hít sâu, nghiêng thở ra, nghiêng hông xiết bụng, lật vai lên thở, 5 4 3 2 1, lên hít sâu. Đặt vòng ở phía trước chân, hai tay đặt lên, hít sâu vào, hai tay đặt lên, rồi lăn tới, xiết cơ bụng thở ra, đặt tay lên kéo giãn người, lên hít sâu, úp bàn tay lên vòng, lăn tới thở ra, để căng giãn ra, hít sâu thở ra, lăn tới, xiết cơ bụng thở ra, ép sâu, 5 4 3 2 1, lên hít sâu vào, thở ra, đổi bên, đặt vòng phía sau chân, mở chân trái ra, lật ngửa tay gác lên, đặt vòng phía sau chân, phía sau chân, vươn tay phải lên, hít sâu, nghiêng thở ra, cho tay mình ra sau đầu, lật vai xoay mặt nhìn lên, nâng lên, hít sâu thở ra, nghiêng hông xiết bụng thở ra, hít sâu thở ra, nghiêng hông xiết bụng, nghiêng thở, 5 4 3 2 1, lên hít sâu vào, hạ tay xuống thở ra, đặt vòng ra phía trước chân, rồi hai tay đặt lên, hít sâu lăn vòng tới, lật xuống thở ra, hít sâu thở ra, xiết bụng trường dài lưng, hít sâu thở ra, lăn tới, xiết cơ bụng gập thở ra, 5 4 3 2 1, lên hít sâu vào, thả lỏng tay chân, thở ra. Mình ngồi hai chân, ngồi cúi thẳng hai chân, đưa qua một bên và vòng mình, đặt ngay bên hông, đặt ngay hông, rồi nghiêng hông lên trên vòng, hít sâu vào,
Lăng tới vương căng tay qua đầu xích cái bụng thở rằng. Đúng rồi, ế sao vào. Cô tập dễ vậy sao? Lăng tới thở ra xiết bụng nghiêng hông thở ra ấy sao vào lên thở ra xiết bụng nghiêng thở ra cho cái vòng nằm ngay cái eo nhức xi cái rốn ngực ấy sao vào lên thở ra xiết cái bụng thở ra nghiêng ấy sao vào thở ra xiết cái bụng thở ra giữ lại ra giữ lại xiết sau bụng à. Co cẳng tay chống xuống nè co cẳng tay chống xuống và đạp cái chân nằm dưới xuống rút rốn xiết bụng vào vươn căng tay ở trên và nâng chân lên hít sâu vào co gối co tay thở ra xiết bụng lại chậm gối hít sâu vào hai thở ra rút rốn xiết bụng thở hít sâu vào ba thở ra hít sâu vào cái vòng em bản nhỏ rút rốn thở ra hít sâu vào lần nữa rút rốn xiết cái bụng thở ra giữ năm bốn ba hai một nắm ngón cái chân hít vào duỗi lên được bao nhiêu ai bấy nhiêu xiết cái bụng thở ra năm bốn ba hai một hít sâu vào hạ chân thu người lên thở ra ngồi lên thở lỏng hít thở sâu mình hít sâu nghiêng hông qua trả đi thở ra trở lên xiết bụng thở lên hít sâu vào giờ đổi bên hít sâu vào lăn tới vươn căng tay xiết bụng thở ra hít sâu hai thở ra xiết bụng thở ra hít sâu ba thở ra xiết sau bụng hít sâu bốn thở ra hít sâu năm thở ra xiết bụng lại thở ra lăn tới xiết sau thở giữ năm bốn ba hai một cho chỗ eo nhất của mình không có cấn xương rồi co cẳng tay xuống chấm xuống bám chặt chân nằm dưới xuống đã nâng tay chân lên hít sâu vào co gối co tay xiết bụng thở ra quỷ tay chặn gối hít sâu hai thở ra xích bụng lại hít sâu vào ba thở ra hít sâu vào bốn thở ra hít sâu năm thở ra xích bụng giữ năm bốn ba hai một hít sâu vào à, tay chân xuống và lăn người ngồi lên ấy chưa 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 còn bước nữa rồi co chân vào tay nắm ngón cái chân hít sâu duỗi lên thở ra xích bụng thở 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 năm bốn ba hai một hít sâu vào hạ tay chân xuống thở ra ngồi lên vươn tay lên hít sâu nghiêng người qua thở ra thả lỏng hít thở sâu năm bốn ba hai một lên hít sâu vào thở ra hạ người xuống và ngồi xoay lại ngồi sát lên đây rồi
Đấy, sau vào lăn lưng và vươn tay ngã lăn tới thở ràn thả lỏng massage cột sống như nào lên hít sâu vào lăn vòng theo cột sống vẫn nửa đầu ra thở ràn lăn tới massage cột sống như nào hít sâu vào thoải mái thả lỏng nha thở ra phải nghe đã cái lần sướng cái lần thả lỏng người ra thoải mái lấy sâu vào thở ra lấy sâu vào thở ra lấy sâu vào thở ra giữ ở đây và lăn nhịp ở đây thả lỏng cuộc sống này lăn ở đây lăn nhẹ nhàng ở đây massage cuộc sống lưng hít thở sâu nghe đã cái lưng không Đã cô rồi cục 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 cái lưng này trước á giờ được trả ra nó đã lăn về rồi lần này mình ngã em đẩy cái lưng vòng xích lên lưng trên xích lên lưng trên rồi ngửa đầu lên trên vòng kéo đẩy xích ra nữa đúng rồi rồi gấp ngược tay lên gấp ngược tay lên nắm cạnh vòng khép hai khuỷu tay lại cho bắp tay chạm vào lỗ tay thở hết hơi ra hít sâu vào lăn đi nào lăn vòng tới lăn tới xiết bồn thở ra cho cẳng tay tới sàn luôn cẳng tay tới sàn thở ra nắm chặt vòng lại cho cẳng tay tới sàn thở ra hạ cái mông lên trên vòng luôn hạ mông lên vòng hít thở sâu nhịp ở đây đi cho mở vai mở lưng trên nhịp ở đây mở vai mở lưng trên hít thở sâu vào nắm vòng cẳng tay chạm sàn nắm vòng cẳng tay chạm sàn và nhịp 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 lắp ở đây rồi co hết chân vào hít vào nâng mông lên nè rồi tay nắm vòng đó, đẩy căng đi nào cẳng tay chạm sàn đó đạp chân đẩy căng lồng ngực tới xiết mông đùi bụng thở ra đẩy căng lồng ngực tới nữa đi nào đẩy thở đi chân vào và đẩy lên đi chân đẩy lên cho nó vào lưng giữa lưng trên khớp vai cho vào lưng giữa lưng trên khớp vai hít thở đúng rồi nắm tay nắm cạnh vòng rồi đạp chân đẩy người lên khỏi vòng luôn em à, đạp chân nâng người lên khỏi cái vòng luôn cẳng tay dưới chân mình chống xuống rồi tiếp tục đẩy lên nâng lên nữa nâng lên thở nâng lên thở nâng lên từ từ đặt người lên vòng rồi lăn về lỏng thở ra duỗi hai chân về trước để trả lưng vươn tay lên ấy sau vào duỗi thẳng chân về trước ngồi thẳng lưng lên luôn em à, ngồi thẳng lưng lên trường lưng tới gập chân trả lưng thở ra trường tới thở ra gập thấp bụng xếp cơ bụng thở ra ép sau thở
Trường tới gặp xuống ép sau, thở ra thêm xích bụng ép sau, thở 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sau vào, hạ tay xuống thở rầm ra, 5, gác chân lên. Cái con tiện tóc của em á cô, trời ơi chị ơi, em nói nó đi tập yoga nó phải ơi Tiệm mà tiệm tóc vậy cái con bạn em là chủ tiệm tóc á cô, à? nó làm mà nó kiểu như cái bả vai của nó đó cô, nó kéo xuống phần dưới này mà nó dơ lên không nổi luôn. Cái mấy cái người làm tóc á, tay á bị vãi trơn luôn. Dạ. Nó họ họ còn bị mỏi bị nặng hơn cái nghề của em nữa Dạ. cô. Nói. Tôi cũng làm tóc nè, cái chị này chị cũng hả hả tay chỉ hả thơm tết, tay chỉ thấy đều muốn liệt luôn, mà cứ Dạ. ráng á cái đơ hết trơn luôn, toàn là bệnh nghề nghiệp không. Hai tay vươn lên khỏi đầu, tập cơ bụng hết sâu vào, gác hai chân lên vòng, rồi xích cơ bụng nâng đầu lên với tay lên tới đầu gối, xích cơ bụng thở ra, từ từ hạ xuống hết sâu. Hai lên rút rốn, xích cơ bụng lên thở ra, hít sâu vào, ba lên xích cơ bụng thở ra, hít sâu vào, bốn lên thở ra rút rốn, xích cơ bụng thở, hít sâu, năm lên thở ra, hít sâu, sáu lên thở ra, hít sâu, bảy lên thở ra, hít sâu, tám lên thở ra, hít sâu, chín lên thở ra, mất tiêu rồi quên, hít sâu, hết pin hay gì đấy. 10 lên xích cơ bụng thở ra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, thả xuống, thả lỏng, hít thở sâu. Ừ.